chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Bee Styling. Và dành cho những bạn lần đầu tiên theo dõi những video của mình thì mình là Bim và mình làm kênh YouTube để truyền cảm hứng một cách tự nhiên nhất cho mọi người, nhằm giúp mọi người mặc đẹp và sang hơn mỗi ngày. Và như các bạn đã thấy thì mình đang bày ra xung quanh mình rất là nhiều đồ. Và cái video ngày hôm nay ấy, thì mình muốn làm một cái video haul những cái món đồ mà mình đã mua trong tháng 7. Thì ở đây có cả những đồ mình mua, có cả những đồ được cho, được tặng, đi xin được. Và lát nữa thì mình cũng sẽ show cho các bạn thấy cả những cái món đồ mà mình mượn từ các local brand về để cho khách hàng của mình hôm tới này chụp nữa nhá. Thành thật ra mà nói thì cái tháng 7 này là cái tháng mà mình cảm thấy mình mua sắm nó hơi bị nhiều, hơi bị quá đà một tí. Chỉ một cái tháng 7 thôi mà mình đã mua gần này món đồ. Kể ra thì cũng thấy hơi tội lỗi một tí với cái lối sống tối giản của mình. Thế nhưng mà thôi, mình nghĩ là những cái món đồ này nó cũng khá là essential và nó khá là basic, mình có thể dùng được lâu dài. Và tháng sau chắc là mình sẽ tém tém lại, nhịn bớt đi. Thế còn bây giờ thì chắc là không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ khui chúng nó ra cho các bạn xem là tháng 7 này mình đã mua những cái gì nhá. Và biết đâu chúng nó lại là nguồn tham khảo cho các bạn khi mà các bạn định mua những món đồ mới thì sao. Bắt đầu nào. Đầu tiên chắc là mình sẽ khui cái khu vực phụ kiện trước đi. Đấy thì những cái món đồ mà đợt này mình mua ấy, nó cũng không phải là những cái món đồ gì đấy đắt tiền quá. Chủ yếu nó là những cái đồ vừa tiền từ Shein này hoặc và H&M thôi. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái đống phụ kiện trước nhá. Hôm trước mình đã đặt ở Shein rất là nhiều mấy cái phụ kiện xinh xinh. Đây là 3 chiếc bờm. Một set các bạn ạ, một set này đâu đấy chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi ý. Siêu rẻ luôn. Mà nó kiểu đeo lên đầu trông rất là đáng yêu. Đây, cái này mình đợt này mái mình dài rồi nên là mình hay đấy, dùng nó đeo lên để rửa mặt hoặc là làm những cái việc gì đấy mà tóc nó không bị lò xòa vào mặt ý. Ưu điểm của mấy cái em bờm này là đeo vô không bị đau đầu nên mình rất là thích. Thế còn món tiếp theo là cái món này mình vừa mới đeo trên đầu. Là một cái kính rất xinh. Của cái gì ta? Không, à của ASOS. Bởi vì kính này mình không biết là của hãng gì, bởi vì là mình được cho, mình được chị Na cho. Đấy, rất là yêu luôn. Mình đã dùng nó ở trong một vài cái video cũng như là quay video TikTok ấy. Đấy. Eo ơi, mình thích cái màu này dã man luôn. Đang rất là trendy nhá. Ôi, hàng được cho khác đẹp thế. Thế còn bên này thì là một số cái đồ phụ kiện khác. Ôi, đây, cái chiếc mũ này mình thích lắm. Mình rất là thích và mình đặt về để mình mix với cả mấy cái đồ mà đen trắng trung tính của mình ý. Thế nhưng mà đây, ship từ Shein về nó đã bị như thế này. Ảnh của em nó đây. Đấy, cái mũ này cũng chỉ có vài chục ca thôi. Eo ơi, tiếc ơi là tiếc. Đẹp như thế này mà lại bị móp các bạn ơi. Thành ra là không dùng được. Thế các bạn cũng chú ý là khi mà mình đặt mua mấy cái đồ kiểu dễ hỏng hóc này thì mình không nên mua ở trên Shein nhá, vì là họ ship rất là xa ấy, từ bên Trung Quốc hay là bên đâu nào đấy về đây ấy, thì nó cả một cái quãng đường xa như thế, xong rồi hàng hóa nó chèn ép, nó đè lên nhau ấy, thì nó làm cho món đồ của chúng ta bị hỏng, rất là đáng tiếc. À đây, cái này là mình thích nhất trong cái lô Shein. Đấy chính là miếng dán ngực các bạn ạ. Miếng dán ngực này ở trên Shein bán hình như là mình mua cũng nhiều ấy, khoảng tầm mấy gói thì chỉ có khoảng hơn 100k cho tất cả mấy gói thôi. Trong một cái gói này nó có 2 miếng. Đây, trong một gói này nó có 2 miếng. Và mình thì cũng không có expect là cái miếng dán này nó sẽ tốt đâu. Mình nghĩ là nó chỉ dùng một lần gì đấy thôi, 1-2 lần thôi. Thế nhưng mà thực sự là khi mà dùng ấy, mình thấy chất lượng cực kỳ ok luôn. Vì mình dùng sau đó thì hàng ngày về ấy, mình rửa cái mồ hôi đi và mình để khô, hôm sau mình lại dán lại ấy, nó dính vẫn rất là tốt. Mình cũng hơi bất ngờ bởi vì mấy cái miếng dán này mình mua ở Việt Nam đâu đó nó cũng phải tầm 150k 4 miếng. À đâu, 150k 4 đôi. Thế nhưng mà trên Shein nếu mà tính ra 4 đôi thì chắc là chỉ có khoảng 8-90k gì đấy thôi. Mà chất lượng thì tương đương luôn. Nên là mình highly recommend cái này nhá. Còn đây là bộ đồ bơi. Chắc là mình sẽ unbox hết cái đồ Shein đi nhỉ. Không hiểu tại sao mình lại mua bộ đồ bơi khi bây giờ đang dịch chả biết bơi ở đâu. Thôi chắc là mình sẽ bơm cái bể bơi mà bằng hơi của em bé nhà mình lên ý. Xong rồi mình vào đấy bơi cùng với nó vậy. Bộ đồ bơi gọi là nửa hai mảnh mà nửa một mảnh ý. Hai mảnh ấy mà lại link với nhau bằng cái này. Đấy, màu nâu sô-cô-la trông cũng rất là xinh.
thì đây mình sẽ để cả ảnh của em nó ở bên này để cho các bạn xem là dáng nó lên như nào nhá. Eo ơi, mua đồ bơi nhưng mà cũng chỉ đắp chiếu thôi các bạn ạ, chỉ bơi ở trong cái bể cao su thôi, buồn dã man. Bao giờ mới hết dịch để được đi du lịch đây ta? À, mình nhớ ra một cái lý do nữa mà mình kiểu đợt này bị mua sắm nhiều là bởi vì dịch ý. Xong rồi việc nhiều khi việc bận thì nó vẫn bận nhá, nhưng mà những cái khoảng thời gian mà ở nhà thì cũng tương đối là nhiều, không có được đi ra đường để vui chơi giải trí gì cả. Thế là thành ra lại cứ càng thích là lên mạng lướt lướt rồi mua sắm các loại. Thế xong rồi lướt nhiều ấy thì kiểu gì cũng lại nhẹ lòng xuống tay, bởi vì thấy nó trông cũng ổn mà giá nó lại rẻ. Thôi. Còn đây, wow, đây là mấy cái đống mà mình mua Shein đây. Kết quả từ cái việc mà đi xem đồ cho khách đây. Xem cho khách thì ít mà mua thì nhiều. Ok. Mình sẽ khui từng cái một nhá. Đây, hôm trước là mình mua hai cái quần jeans. Bởi vì đợt trước khi mà mình thanh lý cái tủ đồ đi ấy thì mình đã bỏ đi gần như là hết cả short jeans của mình rồi. Bởi vì những chiếc quần jeans ngày xưa của mình thì nó đều khá là ngắn và nó kiểu rách rách ấy. Thế nhưng bây giờ thì mình cảm thấy những cái kiểu đấy nó không còn hợp với mình nữa, nên là mình đã bán lại, thanh lý lại và cho đi cho những ai mà yêu thích cái phong cách đấy. Hay là mình mua một cái short jeans mà nó kiểu rất là basic, đơn giản như thế này thôi, và độ dài của nó cũng không bị ngắn quá. Đấy, bây giờ thì mình thích mặc những cái kiểu này, nó càng đơn giản thì mình càng thích các bạn ạ. Cái short jeans này giá của nó hình như đâu đấy khoảng 200k hay sao ấy, mình cũng không nhớ lắm. Ok, tiếp theo là một cái quần jeans nữa. Đấy, đợt này mình mua hai cái quần jeans. Cái này thì mình đã mặc khá là nhiều ở trong những cái video rồi. Có thể là mình vừa mặc nó ở trong cái video tuần trước. Đây là một chiếc jeans dài, dáng mom jeans màu xanh basic. Màu này cũng không basic đâu, nó gọi là light blue. Đấy, nó không phải là cái màu xanh cổ điển, nó hơi wash sáng hơn một tí. Thì cái quần này mình rất là ưng. Từ cái cạp của nó độ cao nó vừa phải, nó fit đúng với cả cái vòng eo của mình, cho đến cái chiều dài nữa. Chân mình thì cũng không được dài cho lắm. Thế nhưng mà rất là may là cái em quần này thì nó lại fit vừa luôn với cả chiều dài của mình, đi cái đôi giày thêm một tí xíu. Đấy, mình thấy cái quần này rất là đáng tiền để mua các bạn ạ. Mặc cũng khá là thoải mái, không bị cứng hay là không bị gò bó gì cả. Thế còn cái đống này thì là mấy chiếc áo basic, chủ yếu là mấy cái tank top và body suit rất là basic. À, cái áo này rất là yêu luôn, trên hình nó như thế này này, đấy. Ui, nhìn mẫu mặc mình mê, mà giá của nó thì siêu rẻ, hơn 100k. Nó có cái đường cut out ở đây, xong rồi cut out ở đây, buộc cái dây này lên cổ. Xôi, trông kiểu trà xanh. Mình thấy cái áo này hơi giống áo của cái đợt trước ấy, mọi người hay gọi là trà xanh ấy. Xin lỗi nha, không kỳ thị gì đâu, nhưng mà ý là nó hơi giống kiểu đấy. Nhưng mà không sao, mình thấy đẹp thì mình vẫn mua. Đây là một cái áo mà cực kỳ thất vọng khi mình đặt mua nó, ảnh web đẹp như thế này cơ mà. Đấy, thế nhưng mà về mặc lên ý, đây là size XS, mình đặt size XS rồi mà nó to dã man luôn. Cái dây này nó dài, cái phần ngực này ý, đây, đúng ra là cái phần ngực này nó phải rơi vào đúng cái chân ngực của mình, thì mình mặc lên ý, nó tụt xuống đến rốn các bạn ạ. Nó tụt xuống đến rốn luôn. Chắc là mình phải kỷ niệm lại cho em ướng. Đấy, ướng voi còi thì mới mặc được, chứ còn mình cái này mà size XS như thế này thì mình chịu. Nên là cái áo này nếu mà bạn nào mà có chót thích cái kiểu này thì hãy tìm cái dáng khác nhá. Bởi vì cái dáng này ấy, nó không có true to size, nó sai lắm, mua về không xài được. Cái này để đây tí kỷ niệm ướng này. Cái này là một chiếc áo kiểu crochet hot trend 2021. Cũng siêu rẻ. Đấy, nói chung là lô đồ này mình mua mấy cái đồ Shein, mấy cái áo này nó chỉ tầm hơn 100k, có những cái chỉ có mấy chục nếu mà ốp mã giảm giá vào. Đây, cái áo crochet này thì lại rất là xinh, mình rất là thích. Tuy nhiên có một cái là chất liệu nó, mình nghĩ là phải giặt nó rất là cẩn thận đấy. Tức là vò nhẹ nhẹ thôi, nếu không là nó sẽ toác đấy các bạn ạ, toác đấy, không bền đâu. Phải giữ gìn đấy. Nhưng mà cũng xinh. Còn cái này sắp hết chưa ta? Ôi, may quá, sắp hết rồi. Đây, cái này. Cái này là một chiếc tank top màu đen basic.
Lúc mình đặt ở trên web ấy thì mình hình dung là cái cổ này nó không to đến như này, nhưng mà lúc cầm về thì nó hơi bị to quá thì phải. Mình không thích cái kiểu cổ rộng quá như thế này lắm. Nếu mà cổ rộng thì phải là cổ V cơ, còn cổ tròn như này thì không có ưng lắm ấy. Thế nhưng mà chắc là màu đen basic thế này thì cũng có thể dùng được. Tí mà thử xem sao. Cái này mình còn chưa thử lên cơ. Ok. Tiếp theo lại một cái màu đen nữa. À cái này là cái body suit nha. Cái này thì mình cực ưng, cực kỳ chim ưng luôn. Xôi. Đây, hình em nó đây. Khi mà mình nhìn thấy cái hình ấy, nó có hai cái cut out ở eo này, mình kiểu mê luôn ấy. Bởi vì cái body suit nó đã màu đen rồi, xong nó cut out, khoét vào như này, nó làm cho cái phần trên, phần đặc biệt là phần eo của mình ấy, nó nhỏ xíu luôn, nhìn nó nhỏ xíu. Thích lắm. Cái này có chống chỉ định với những bạn mà eo dáng bánh mì nhá. Nếu mà bánh mì ấy, mặc vào nó hơi bị phòi ra đấy. Đấy, còn những bạn nào phần trước cái này chúng ta bị to một tí nhưng mà hai bên này vẫn nhỏ ấy, thì mặc được, ok, ổn. Nó sẽ làm cho các bạn trông rất là thon và sơ vin nó với cái quần cạp cao thì rất là đẹp. Ôi, đã hết lô đồ Shein rồi. Thế bây giờ nói qua một chút về cái việc là mua đồ Shein thì cũng có nhiều người là phàn nàn với mình là đồ Shein ý, nó không có như tưởng tượng đâu. Nhìn trên ảnh một kiểu nhưng mà cầm ra ngoài thì thất vọng tràn trề. Thì mình cũng nói luôn là ừ, cái đấy thì đúng. Bởi vì khi mà vào ảnh ý, thì những cái chi tiết đã được hậu kỳ, đã được làm cho nó đẹp đẽ lên rất là nhiều rồi. Còn thực tế ở ngoài thì chất liệu nó sẽ không được như trong ảnh đâu. Bởi vì sao? Vì số 1 đó chính là giá. Giá của chúng nó rẻ như vậy, nó chỉ có hơn 100k, có cái thì 70-80 nghìn thôi, thì làm sao mà chúng ta đòi hỏi một cái chất liệu nó xịn như là những chiếc áo mà nó 400-500 nghìn được. Và cái nữa đấy là một cái kinh nghiệm của mình mua đồ Shein ý, thì các bạn phải luôn luôn check cái phần review thực tế đấy. Ví dụ kéo xuống nhá, mua một cái món đồ gì đấy phải kéo xuống, và cái món đồ đấy nếu có ảnh chụp thực tế từ những người đã mua ở Shein, họ mặc vào người rồi, chúng ta xem chúng ta thấy ưng ý thì chúng ta mới mua. Và một cái thứ ba nữa khi mà mua đồ Shein ý, đó là mình chỉ mua những cái món đồ basic. Bởi vì sao? Những cái món đồ mà nó hơi cầu kỳ một tí với cái giá thành mà nó thấp như vậy ý, thì chắc chắn là nó, cái khâu hoàn thiện của nó không được tốt. Mà khi mà đã cầu kỳ rồi, cộng thêm hoàn thiện không tốt ý, thì khuyết điểm lộ ra cực kỳ dễ luôn. Đập vào mắt người nhìn là người ta sẽ nhìn thấy là ui, trông mặc cái món đồ nó bị cheap và nó bị làm cho cái... Người ta sẽ đánh giá là chúng ta không có cái gu chọn đồ ấy. Thì mình nghĩ là với đồ Shein các bạn nên, chỉ nên là mua những cái món đồ basic đơn giản, kiểu như là mình vừa mua này này. Đấy, thì ví dụ một cái áo tank top hoặc là một cái chiếc body suit nó đen, nó trơn tuột như thế này thì cái chất liệu rẻ hay chất liệu đắt thì nó cũng không khác nhau quá nhiều. Tức là nhìn nó vẫn nhá nhem, nó vẫn có thể gọi là nó cho qua được, cái nhìn nó vẫn ok. Nếu mà biết mix lên một chút thì nó nhìn nó vẫn không bị rẻ tiền. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm mua đồ Shein của mình. Các bạn nếu mà đang có ý định mua đồ Shein thì cũng hãy thử follow theo những cái mà mình vừa nói nhá. Bởi vì nếu làm như thế sẽ tránh được cái việc là các bạn bị thất vọng đấy. Kể cả là một cái người mua Shein tương đối là nhiều như mình rồi mà đôi khi vẫn mua phải những cái món đồ kiểu như này. Đấy, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà các bạn thấy không, tỷ lệ của mình rất là thấp. Trong cả một đống đồ này mình chỉ có bị một cái là nó không xài được thôi, chứ không phải bị đến cả lô vứt đi. Bởi vì là đấy, mình đã đúc kết những cái kinh nghiệm rồi. Các bạn cứ thế mà follow theo thôi nhá. Thế còn bên này thì là những cái món đồ mà của Zara và H&M. Đây, cái Zara này là chị Tuệ, chị đặt mua. Ừ, chị mình đặt mua nhưng mà vui tính quá, bấm đặt hai cái. Thế là thừa thải lại cho mình. Mình thấy ok, đẹp, đúng cái mình thích luôn, halter top nha. Cái này thì chị Tuệ chị mua mặc bầu, bây giờ bà ấy gần 7 tháng rồi vẫn mặc được. Thì mình nghĩ là cái này nó béo gầy đều có thể xài được đấy. Còn đây là cái quần biker short. Ui, mình tìm cái kiểu quần này màu trắng như thế này khá là lâu rồi mà mình chưa tìm được cái nào ưng. Thì hôm trước mình đi ra store của H&M, mình lại nhìn thấy và mình thử vào thì mình ưng luôn. Cái quần này mặc rất là thích các bạn ạ, thích lắm. Nó nhẹ như không có gì ấy, và cái mặt vải của nó cũng ok nữa, màu nó cũng ổn. Nói chung là rất là ưng, giá 300k. À, nhắc đến biker short, đây đây đây, mình còn mua cả cái này nữa. Đứng lên một tí cho các bạn coi. Đấy, đây chính là chiếc biker short mình mua của Shein.
nó kiểu mình nhìn lúc đầu tưởng là bằng da nhưng mà không phải đâu, nó chất liệu nó giống với cái găng tay, nó chỉ là một cái vải mà nó giả bóng thôi, nó mỏng lắm, đi nó còn kêu xẹt xẹt như là kiểu ni lông ấy. Nhưng mà thật ra thì nếu mà mặc cái kiểu ba số short bình thường mình cũng che hết như này rồi, và thêm nữa là nó chỉ lấy cái hiệu ứng mà bóng bóng bắt sáng của nó thôi, thì mình nghĩ là cũng không vấn đề gì lắm. Ok, còn đây là cái quần cuối cùng trong cái đống đồ mình mua hôm nay. Ừ, cuối cùng rồi. Đây là một cái quần nam. Quần nam của H&M các bạn ạ. Một chiếc quần cargo pants. Gọi là, dịch ra nó gọi là kiểu quần kiểu đựng hàng ấy, quần của những người mà đi bốc hàng ấy, hay có các cái túi hộp các thứ đấy. Thì mình rất là thích cái kiểu quần này nhá. Mình tìm quần nữ không có cái nào ưng, thế là mình lượn lượn qua bên đồ nam thì mình thấy cái quần này khá là đẹp. Đấy, chưa kể nhá, là cái quần này nó còn hay ở cái điểm này này. Đây, để mình thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn có thể kéo đằng trước này để tạo ra một cái đìa đường gọi là cut out, kiểu như là quần rách ấy. Hoặc là hôm nào mà nóng quá chẳng hạn, đang mặc nóng quá nhá. Đấy, kéo cái này đi, tèn tèn, thành cái quần ngố. Cute chưa? Đấy, không nào thích cái mặc một mất một còn như này cho chất. Đấy, cái kiểu nó rất là hay ấy. Mình thấy mình thích cái kiểu mà trông lúc mặc vào nó cũng ok, mà bây giờ bỏ ra thành cái quần đùi nó cũng ok. 2 trong 1. Đấy, đấy là lý do mình mua cái quần này. Tuy là bụng nó hơi rộng một tí nhưng mà không sao. Mình là cái này nó có cái dây này, đấy nó có thể chỉnh được cái độ rộng chật. Đấy, các bạn có thể kéo thoải mái. Đấy, đấy mình rút hết cỡ vào này nè, sau đó thì mình cài nó vô, mình mặc thôi. Ở dưới rộng thì càng tốt, mình fan đồ rộng mà. Hay không? Đấy, mình thấy cái quần này rất hay, rất cute. Giá khoảng tầm 8 hay là 900k gì đấy. Ok, vậy là mình đã haul xong cái đống đồ mà mình mua trong tháng 7. Quên mất các bạn ơi, mình để 2 cái chiếc áo vest này ở trong túi thôi, mình quên mất là mình còn mới đi may 2 em áo vest này nữa. Trời, cái màu rất là xinh luôn. Mình cái này mình đi đặt may ở những cái tiệm may mà mình quen. Đấy, thì cái áo vest lên form dáng trông cũng rất là ok, mặc mùa hè cũng được bởi vì cái chất liệu khá là mát. Hi, vậy là cái video haul và mix những cái món đồ mình mới mua trong tháng 7 đến đây là hết rồi. Và hy vọng là cái video này của mình sẽ làm cái nguồn tham khảo cho các bạn, để khi mà các bạn có nhu cầu mua sắm những cái gì mới hoặc là đang tìm những cái nguồn mua sắm mới thì cũng có thêm những cái địa chỉ để mình mua, mình lựa chọn nhá. Và video ngày hôm nay của Mim thì đến đây là hết rồi. Và nếu các bạn thấy nó hữu ích với mình thì đừng ngần ngại mà tặng cho mình một chiếc thumbs up, cũng như là click vào nút subscribe và nút chuông đăng ký bên cạnh để nhận được những video mới sớm nhất từ mình vào thứ 3 hàng tuần nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.